Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn máy Ring 408 hoặc là bốn Ring 412. Máy Ring 408 và máy Ring 412 thì nó giống nhau về phần cứng, chỉ khác là 412 300 dpi, còn 408 203 dpi. Thì 300 dpi thì in nó sắc nét hơn. Mình xin giới thiệu về cái phần đầu in này. Thì đây chính là cái đầu in. Các bạn để thấy cái đường màu đen chọc thẳng này, đây chính là cái đường để mà đốt nhiệt xuống mực, và mực nó sẽ ép mực xuống giấy. Phía trên này thì có hai con ốc để mình siết cái độ ép của đầu in. Hai con ốc này để siết độ ép của đầu in. Và phía bên góc bên phải thì nó có một cái này là cái ốc vặn để mà căn đầu in đưa ra đưa vào để mình, nếu mà trường hợp mà nhăn mực thì các bạn vặn cái này đưa đầu in ra hoặc đưa đầu in vào để cho nó căn, nó không bị nhăn mực nữa. Thank you.